Vừa qua, lô vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Vậy vaccine COVID-19 sau khi tiêm có thể gặp những tác dụng gì? Có lẽ là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm. Các tác dụng phụ phổ biến sau khi tiêm vaccine COVID-19 gồm có đau, nóng, đỏ, ngứa, sưng hoặc bầm tím tại vị trí tiêm, cảm thấy mệt mỏi, ớn lạnh hoặc sốt, đau đầu, buồn nôn, đau khớp, cơ. Một số tác dụng phụ khác ít phổ biến hơn gồm chóng mặt, chán ăn, đau bụng, sưng hạch bạch huyết, đổ mồ hôi nhiều, ngứa da, phát ban. Ngoài ra, một số người có thể bị dị ứng, sốc phản vệ. Đây được xem là tác dụng phụ không phổ biến, hiếm khi xảy ra ở những người tiêm vaccine. Các nghiên cứu cho thấy vaccine của AstraZeneca có thể tạo kháng thể chống lại virus tới 82,4%. AstraZeneca dự kiến sản xuất 2 tỷ liều mỗi năm. Loại vaccine này đã được cấp phép có điều kiện hoặc phê duyệt cho sử dụng khẩn cấp ở 20 quốc gia trên 4 châu lục, bao gồm một số quốc gia Mỹ Latin, Ấn Độ, Maroc và Anh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có 51 tỉnh thành cho học sinh đi trường học trở lại. Các địa phương còn lại căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương để quyết định cho học sinh đi học trở lại vào thời điểm thích hợp. Trong số những địa phương bị ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này, 8 tỉnh có kế hoạch cho học sinh trở lại trường từ ngày 1 tháng 3, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Cần Thơ, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Giang. Còn 4 tỉnh tùy vào tình hình dịch bệnh sẽ cho học sinh học trở lại vào sau ngày 1 tháng 3. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3 nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát ổn định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh và bám sát chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch COVID-19 để chỉ đạo các nhà trường. Cùng với đó, xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh như điều chỉnh khung kế hoạch giáo dục thời gian năm học 2020-2021 tương ứng với dự kiến diễn biến tình hình của dịch bệnh. Thưa quý vị, cách ly là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cách ly, việc đảm bảo an toàn như thế nào để hạn chế, không xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, ảnh hưởng đến công tác phòng dịch mới là điều mà nhiều quan tâm. Khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp là cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn Hà Nội. Tính từ mùng 2 tháng 2 năm 2021, khu vực này đã tiếp nhận hơn 500 trường hợp là F1 với 5 trạm chốt, 4 trạm công an, 1 trạm quân sự đã hỗ trợ đắc lực trong việc kiểm soát an toàn vòng ngoài. Tại phía trong khu vực cách ly, người dân được phân theo từng nhóm trường hợp có nguy cơ lây nhiễm để đảm bảo không lây nhiễm chéo. Đội phục vụ cách ly luôn bảo hộ an toàn khi vào thực hiện nhiệm vụ đưa nhu yếu phẩm. Cái nhóm tiếp xúc với F0 của trường hợp thứ nhất thì chúng tôi sẽ cho bố trí vào một phòng, và trường hợp của thứ hai, nhóm tiếp xúc trường hợp thứ hai thì chúng tôi sẽ phân sang phòng khác. Như vậy thì chúng tôi sẽ tránh được cái lây chéo cho nhau. Tại khu vực cách ly tập trung, người dân thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo không ra khỏi địa điểm cách ly, không tiếp xúc với người xung quanh và thực hiện các quy định yêu cầu về cách ly y tế như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay liên tục. Để siết chặt an toàn, hai dãy cách ly trong cùng một tầng luôn được khóa, đảm bảo không có việc người dân đi lại qua hành lang mỗi bên, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong khu cách ly. Là một phòng rất là rộng thì có bố trí chỉ có mỗi là một phòng đó 4 người. Có những trường hợp mà có phòng thì do điều kiện của các đồng chí, đặc biệt là công dân đến mà khi có trực tiếp mới tiếp xúc mà với F0 thì chúng tôi bố trí một phòng riêng. Các bác có cao tuổi thì chúng tôi cũng tạo điều kiện là bố trí là một phòng chỉ có 2 người và luôn luôn nhắc mọi người là giữ khoảng cách an toàn trong phòng. Hậu quả của việc không tuân thủ nghiêm quy định cách ly, lỏng lẻo trong việc quản lý, giám sát cách ly tập trung có thể phải trả giá đắt. Vì vậy, việc quản lý siết chặt an toàn tại mọi ngóc ngách trong khu vực này luôn được nâng lên mức độ cao nhất. Cái biện pháp mà áp dụng tại khu cách ly Pháp Vân Tứ Hiệp là rất đảm bảo an toàn cho mỗi người dân. Từ cách bố trí từng cắm trong phòng, trong mỗi phòng lại có một nhà vệ sinh riêng. Thế xong mỗi cái hành lang đều có phun khử trùng hàng ngày. Có 4 cái trạm là của công an, thế còn một cái trạm là để như là ban chỉ huy quân sự. Chúng tôi là tiếp công dân để như là đem những cái nhu yếu phẩm thiết yếu cho các cháu nhỏ, các người già, rồi là các chị em phụ nữ mang thai. Thì đấy là 5 chốt. Thì bảo đảm là 24/24 là để như là quản lý chặt chẽ. Việc nâng cao ý thức của người cách ly và việc quản lý người cách ly vẫn được tăng cường nhằm ngăn chặn nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng.
Những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tục xảy ra những đợt tia cực tím đạt cực đại. Nắng nóng kết hợp với hiện tượng bức xạ nhiệt dẫn đến tia cực tím gia tăng. Người dân ra đường, đặc biệt vào khung giờ giữa trưa, cần phải trang bị thêm các đồ bảo vệ để không bị tia cực tím chiếu trực tiếp vào da, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, tình trạng tia cực tím UV tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày này liên tục ở mức cao, gây nguy hiểm cho da và sức khỏe. Kết quả đo cho thấy từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 2, chỉ số tia UV ở mức 9 đến 10. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, với mức độ này, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời sẽ có nguy cơ bị bỏng da. Đánh giá tổng quan về tình hình UV hiện nay, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, 6 tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh đón nhận 10 đợt có tia UV đạt cực đại, đặc biệt tập trung vào những tháng cuối năm 2020. Trong những ngày tới, chỉ số tia UV sẽ tiếp tục diễn biến bất thường vì thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đang bước vào mùa khô. Để đảm bảo an toàn, cần hạn chế ra ngoài, nhất là vào buổi trưa. Nếu phải đi ra ngoài đường trong khoảng thời gian này, cần trang bị đồ chống nắng, đeo kính râm để bảo vệ mắt, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bằng cách uống nhiều nước, ăn nhiều rau, trái cây, nhất là những loại giàu vitamin C. Khu vực biên giới biển tại cảng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có lưu lượng tàu thuyền và người qua lại nhiều, rất phức tạp. Để ngăn chặn kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, đồng thời đảm bảo hoạt động cho tàu thuyền ra vào cảng Quy Nhơn thuận lợi, an toàn, giảm thiểu các chi phí phát sinh trong quá trình phòng chống dịch, đoàn công tác liên ngành phòng chống COVID-19 của tỉnh Bình Định vừa được thành lập, tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Định tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu cảng Quy Nhơn 24/24 giờ. Tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh phải chấp hành công tác kiểm dịch tại khu vực kiểm dịch quốc tế phao số 0. Thuyền viên thực hiện cách ly tại tàu, tạm dừng cấp phép đi bờ cho thuyền viên, hạn chế thay đổi thuyền viên. Các tàu nội địa khi đến cảng Quy Nhơn phải thực hiện khai báo y tế, thuyền viên hạn chế lên bờ. Đối với tàu hoạt động tuyến quốc tế và những cái tàu đi từ vùng dịch thì sẽ được tiến hành làm kiểm dịch tại khu vực kiểm dịch theo quy định ở ngoài phao số 0 cảng Quy Nhơn. Có nghĩa là sẽ tiến hành khử khuẩn các cái khu tiếp xúc như là hầm hàng để bảo đảm an toàn cho công nhân khi vào trong này. Thế và cơ quan kiểm dịch kiểm soát bệnh dịch của tỉnh sẽ ra để mà kiểm tra thân nhiệt và làm các cái công tác về kiểm dịch đối với thuyền viên trước khi tàu được di chuyển từ phao không vào các cầu cảng. Thường xuyên là làm tốt cái công tác tuần tra kiểm soát tại các cái phao số 0 và các cái bãi ngang, và đặc biệt là các cái bến đò, đó tuyên truyền cho các cái chủ đò là thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch Covid. Lực lượng liên ngành thực hiện kiểm tra, giám sát tại cổng cảng, khu vực cầu tàu và tuần tra trong khu vực cửa khẩu cảng Quy Nhơn, kịp thời nhắc nhở cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Trước mắt là phải tuyên truyền các thuyền viên, đặc biệt là các tàu nước ngoài và các tàu Việt Nam từ nước ngoài về, thì tuyên truyền anh em là cấm tuyệt đối không được đi bờ. Từ đầu năm 2021 đến nay, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan chức năng làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 415 tàu với 1.918 thuyền viên, phối hợp kiểm tra, giám sát lượng 694.000 tấn hàng hóa lưu thông qua cảng. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi, quản lý chặt chẽ khách nước ngoài, Việt kiều và người các địa phương khác về Bình Định đi qua cửa khẩu biên giới biển để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Có thể nói ngành du lịch là một trong các ngành nghề chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi COVID-19. Doanh nghiệp du lịch lao đao trong suốt thời gian dài và để tồn tại thì hiện các doanh nghiệp đang phải nỗ lực xoay sở, tìm hướng đi mới. Mô hình nhà hàng tàu du lịch trên sông Sài Gòn của doanh nghiệp này đã hoạt động cầm chừng trong một năm vừa qua, có thời điểm phải đóng cửa vì dịch bệnh. Qua nhiều lần xoay sở, doanh nghiệp đã phải chia nhỏ các đội tàu. Chúng tôi chia cái đội tàu ra cho một số phương tiện đi về những cái vùng mà có thể phát triển được, thì ví dụ như Tiền Giang, Mỹ Tho, Tiền Giang, hoặc là như trên Thủ Dầu Một. Chúng tôi đang có kế hoạch là sẽ phát triển, sẽ chia cái đội tàu mình chia nhỏ ra để tìm khách dễ hơn. Ở thời điểm này, việc tổ chức các tour cho du khách với quy mô lớn hoặc nhóm đông người là không thể và cũng rất khó khăn. Tâm lý e ngại dịch bệnh khiến người dân ngừng đi du lịch, hoặc đa số các gia đình tự tổ chức chuyến đi riêng lẻ.
Tôi sẽ xây dựng những cái gói sản phẩm thì khách hàng tự đi, nhưng mà có thể là cung cấp thêm dịch vụ hướng dẫn viên, hoặc là thậm chí khách hàng ngại sử dụng xe chung thì có thể là khách hàng sử dụng phương tiện vận chuyển của mình, chính bản thân mình, nhưng mà chúng tôi có thể cung cấp mà hướng dẫn viên cũng như là lái xe trong cái hành trình của mình để khách hàng có thể chủ động trong chuyến đi của mình, nhưng mà đảm bảo được cái tính riêng tư. Trong cái giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, ngành du lịch vẫn không ngủ đông. Ngành du lịch vẫn chuẩn bị sẵn sàng những giải pháp, những sản phẩm để khi dịch được kiểm soát thì kích cầu trở lại, tổ chức lễ hội trở lại, tổ chức sự kiện trở lại để khơi dậy động viên lại cái nguồn lực của ngành, cũng như để quảng bá thu hút khách đến và để truyền thông về điểm đến. Tiếp tục thúc đẩy cái liên kết giữa các địa phương, các vùng miền để tạo ra những cái chuỗi cung ứng mới. Những chuỗi cung ứng này nó thích ứng được với cái bối cảnh mới hơn là trong phạm vi một địa phương, bởi vì các cái vùng miền nó có sự khác biệt, nhưng khi kết nối với nhau nhờ ứng dụng công nghệ thì nó tạo nên cái sự hoàn hảo trong cái chuỗi cung ứng du lịch.